À, chào các bạn, đây là bộ ghế điện dành cho dòng xe Xpander. Ghế này là ghế tài và độ trên cơ cấu ghế zin của nó nha các bạn. Đấy, ghế zin thì kích thước là không thay đổi, chỉ thay đổi thêm cái phần chỉnh điện thôi. Đây là cái phần công tắc chỉnh của cái bộ ghế điện này. Ghế điện Xpander thì các bạn khi lên bên ghế tài thì nó sẽ có 6 hướng nha các bạn: tiến lùi và nâng hạ mông kèm với gập ngã lưng. Đối với dòng Xpander thì tiến lùi và gập ngã lưng thì lắp đặt rất là đơn giản, nhưng mà cái phần nâng hạ mông thì các bạn kỹ thuật độ hơi phức tạp một chút. Thì thường bên nào mà độ chuyên thì sẽ độ nâng hạ mông nó sẽ hoạt động nó ổn định hơn. Đấy, các bạn để ý là cái ốp này nó bo rất là sát với cái phần ghế. À, nhìn rất là thẩm mỹ. À, bây giờ mình test cái tính năng chỉnh điện. Lùi này, tiến này. Rất là êm nha các bạn. Ngả lưng. Cái phần cơ cấu ngả lưng này nó ngả được rất là sâu, nếu mà không có gặp vật cản thì nó ngả gần như là 180 độ nha các bạn. À, khi nào mà các bạn dừng đỗ xe, các bạn muốn nghỉ ngơi thì các bạn ngả ra, ngả lưng xuống để cho gần như là chuyển qua chế độ nằm. Đó, nâng hạ mông này. Nâng này. Đấy. Đây là em. Bộ ghế này nó có thêm một cái phần chỗ chờ để gắn thêm cái nút bơm lưng. Đấy, mình đợt sau sẽ chờ bác chủ gắn thêm cái bơm lưng nữa, thì nó sẽ khi mình ngồi lái xe đường dài nó đỡ đỡ mệt mỏi và đỡ bị đau lưng. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú theo dõi kênh Cà Việt Độ Xe Chuyên Nghiệp.